Và bây giờ mình sẽ kiểm tra cái công cụ của mình này. Đào về trên là cái bản driver này, mình giải nén ra. Đấy, nó chưa có flat tool các bạn. Nó chưa có flat tool. Thì mình sẽ phải đao cái flat tool này ở trên cái flat tool. Và xem một cái trang khác nó có không. Đây, flat tool nó ở đây. Hy vọng là nó không bị dialing. À, tắt AD block đi này. Cho nó loát lại trên Việt. Hình ảnh cửa hàng này. Các ấn chữ tải xuống. Hình như các bạn phải có tài khoản mới tải xuống được. Mình login vào tài khoản Google. Các bạn chờ khoảng mấy giây. À, mình thử cắm vào xem cái driver của nó xem thế nào. À đây, flap tool của nó là nào. Xem driver này. Đây là flat tool này. Flat tool các bạn sẽ vào trong cái flat tool này. Đấy. Để xem hướng dẫn một tí nào, mình cũng không xem cái này lâu. Thì các bạn tắt là các bạn tắt nguồn đi và ấn phím tăng âm lượng, nó sẽ tự động bắt. Các bạn bấm vào cái nút scan này này và trỏ đến cái firmware gốc của các bạn đây, và vào đây các bạn chọn cái mục này này, Android Scanner này, ok phải không ạ? Và bây giờ các bạn sẽ rút pin được chưa, và các bạn bấm phím download được chưa. Sau đó các bạn sẽ tắt nguồn và các bạn cắm pin và giữ phím tăng âm lượng và gắn USB tăng âm lượng nhé. Tăng âm lượng là phím volume up ấy. Sau đó các bạn sẽ gắn USB vào đấy, sau đó flat tool nó sẽ nhận. Sao thử lại một lần nữa, chạy. Thank you.
Ok, chào các bạn. Thì có một số trường hợp nó chạy ở đây được, phải không ạ? Thì các bạn chỉ cần làm tương tự như lúc nãy của mình là sẽ được. Là chúng ta sẽ scan nào đến cái thư mục đó. Sau đó chúng ta chọn download này. Sau đó chúng ta ở tất cả các dòng Apple nói chung thì nhấn phím tăng âm lượng, phải không ạ? Nhấn phím tăng âm lượng và phím chỉ phím tăng âm lượng, sau đó gắn pin, sau đó gắn cái cáp vào. Thì nếu mà chạy được thì nó sẽ chạy. Các lưu ý cho mình nhé, chạy được nó sẽ chạy. Đây là ROM pack bị lỗi này. Thì bây giờ giải pháp thứ hai là chúng ta sẽ vào trong apple-mobi.vn support download, đúng không ạ? Và chọn đúng cái firmware đó. Và các bạn download cái firmware đó về chạy, nạp firmware đó từ cái thẻ nhớ của chúng ta. Các bạn chờ 1 2 phút để download cái firmware của nó về. Rồi, đây là cách 2. Chúng ta sẽ úp trực tiếp qua thẻ nhớ. Rồi ok, mình sẽ sử dụng một cái thẻ nhớ 16 GB class 10 tốc độ cao. Rồi 32 GB cho nó máu. Bây giờ mình sẽ gắn cái thẻ nhớ này của mình vào đây. Tất cả các dòng Apple nói chung là nó hay bị lỗi cái tình trạng là bị treo logo. Đặc biệt là dòng R1001. Nếu mà dòng R1001 đây thì các bạn sẽ down ở đây. Không có dòng R1001 nhỉ. Đây, dòng R1001 đây. Dòng này cũng hay lỗi, các bạn chỉ cần download về là đã chạy một cái vào trong cái USB thẻ nhớ của các bạn là được nhé. Đây là dòng Neo 3. Trời ơi, hai cái tool này giống nhau các bạn. Hai cái tool này nó sẽ giống nhau. Đây là nó sẽ có hai cách, một là flash tool qua cái công cụ này, hai là nó sẽ tiến hành úp trực tiếp. Thì mình vẫn khoái với cái úp trực tiếp hơn. Nếu mà hệ điều hành của các bạn còn lên ấy, thì các bạn có thể chạy úp trực tiếp được qua thẻ nhớ ấy. Còn nếu mà không lên ấy, các bạn bắt buộc phải flash tool. Chậm quá. Rồi mình sẽ copy cái file này vào trong cái thẻ nhớ trước. Tí nữa mà mình file kia mà giải quyết không được ấy thì mình đây thẻ nhớ của mình đây đơ thế nhỉ. Đây, mình sẽ đẩy cái file ROM của mình vào đây. Đây, nó đang đau đây. Rồi, đau xong. Tải đã xong. Và bây giờ mình sẽ đẩy vào trong cái này này. À, file này lúc nãy là mình đau rồi. Không biết tại sao cái máy này nó không chạy được cái kiểu như này. Đây là file, chắc là họ cũng chuẩn đấy, trên tất cả các diễn đàn nó đều lưu cái file này thôi. Cái file này là của ông Nam Nguyễn à, Nam Nguyễn gì ấy. Cái flash tool ấy. Dòng này cũng hay bị lỗi cái tình trạng như này. Và bây giờ các bạn sẽ vào scan now này. Đây là flash tool, hay là flash tool này nó không hỗ trợ nhỉ? Mình không rõ là cái flash tool này, đây là bản OTA mà. Đây là bản OTA mới nhất mà. Mình sợ là cái flat tool của mình bị lỗi nè. Flat tool. Xem cái này, ông này ở bên này thế nào. Hay là mai lấy em. Chờ chờ lâu không? Chờ anh một tí nhá.
Đây, rút thẻ nhớ ra. Được chưa? Mình sẽ gắn thẻ nhớ lại. Và bây giờ các bạn sẽ bật cái điện thoại của chúng ta lên. Và giữ phím giảm âm lượng và phím nguồn này. Được chưa? Giảm âm lượng và phím nguồn. Đấy, thấy cái chữ Louis ở bên góc này chưa? Đấy, các bạn vẫn giữ phím giảm lượng. Quay trở lại này. Vào index này, hoặc là các bạn thích là vào tàu cưỡng được đây này, vào tàu cưỡng này. Update from card này. Đấy. SD và trỏ đến cái firmware gốc của các bạn. À, mình có cả L1001 à. Cái này nó úp cả cái file ấy của nó, file OTA của nó, chọn giết. Đấy, nó sẽ chạy. Hiện tại mình đang một cái bản nữa để flash tool ở trên cái flash, không biết có được không ở trên màn hình này. Và các bạn có thể theo dõi ở trên này cũng được. Ok, bây giờ mình đang flash tool ở cái trên cái điện thoại này. Ok. Mình thấy là có rất nhiều trường hợp nó bị lỗi từ cái flash tool, từ cái công cụ flash ở trên này ấy. Do đó flash qua cái điện thoại này nó hay bị lỗi. Các bạn chờ này, nó đang chạy này. Còn cái boot trực tiếp này là khả năng cao nó sẽ chạy được. Mình thấy là tốc độ tải của nó cực kỳ thấp luôn. Đây này, nó tải bằng này lâu, nó còn có 2 phút thôi. Nhưng mà mình đẩy qua Internet Download Manager ấy, thì nó cực kỳ nhanh. Sao cái này nó không hỗ trợ Internet nó bây giờ à? Chán nhỉ, nó không hỗ trợ, kệ nó. Sắp xong rồi, các bạn chờ một tí. Lâu nhờ. Còn một ít nữa, ít nữa. Rồi, bạn nhấn vào đây để khởi động lại điện thoại ra. Đấy, nó sẽ chạy. Mình không biết cái ROM ở trên flash tool kia không biết tại sao, nhưng mà cái flash tool này chắc chắn là không chạy được rồi. Không biết tại do cái máy của mình thiếu trình điều khiển hay như thế nào. Nhưng mà hiện tại là nó không thể chạy được cái flash tool này. Nam Nguyên này. Cái này là của bản OTA down ở trên cái
trang trí chính của nó. Còn đây là Flatoon. Có trường hợp nó có một số máy nó phải chạy, bắt buộc phải chạy bản OTA nó mới chạy được. Rồi các bạn chờ một tí, đợi chờ. Được nhỉ. Con này khó chịu. Ok, trên này mình cũng đào xuống một cái bản firmware nữa. Bản firmware này là của mình, sẽ giải nén cái firmware này ra. Đây là nó cũng phải lát tuôn qua cái công cụ này. Tí nữa mình sẽ thử test cái flash này bằng cái bản firmware trên kia xem có được không nhá. Treo là sở thích rồi. Ok, mình sẽ flash tool bằng cái công cụ đó. Mình sẽ có một cái firmware nữa. Và bây giờ mình sẽ nhấn phím download đây. Gắn pin vào. Phím tăng âm lượng. Cái này sao nó tự động bật máy luôn nhỉ? Có vấn đề không? Rồi. Trời ơi, cái này mất boot rồi các bạn. Nói lại nhá. Đây này, nó tự động bật nguồn luôn này. Đấy, gắn pin nó tự động bật nguồn. Hát chưa? Cái này trường hợp cao là nó bị mất boot các bạn. Nếu mà mất boot ấy thì các bạn cần phải nạp lại BIOS. Boot mất boot là nó kiểu như thế nào mình sẽ nói sơ cho các bạn như sau này. Mất boot là ví dụ như cái tình trạng máy của các bạn ấy. Trước khi cái máy khởi động lên ấy thì nó sẽ chạy ở chế độ BIOS, là cái chạy ở trên cái ROM của máy, của hệ thống của máy. Còn cái mà lúc mà cái logo của nó bắt đầu hiển thị và nó chạy lên ấy thì đấy là gọi là phần mềm. Được chưa ạ? Cái BIOS nó làm nhiệm vụ là ví dụ như nạp cái chế độ BIOS khởi động này, nạp USB này, nạp flash này, nạp các thiết bị ngoại vi này, ok thành công này thì nó mới bắt đầu khởi động được. Nếu mà lỗi con kia ấy thì nó sẽ không khởi động được và máy của các bạn sẽ gặp tình trạng là bị treo, và lúc ấy các bạn cần phải có máy nạp BIOS của máy để tiến hành nạp. Nó mất boot mà, nó giống như máy tính của các bạn ấy. Đây, pack ROM không thể chạy được. Nhưng mà dòng Apple này mình không biết là cái máy gì ve boot của nó có phải biến hay không, và mình sẽ VP lại một cái nữa. Khởi động lại.
Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.